Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sao phải hốt hoảng với trang phục chẳng giống ai của Đàm Vĩnh Hưng. Ngày 8 tháng 5, VOA tiếng Việt bình luận, Đàm Vĩnh Hưng gây bão vì đeo huy hiệu giống Việt Nam Cộng Hòa. VOA cho biết Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ từng dính vào nhiều lùm xùm, một lần nữa gây bão dư luận. Cụ thể trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra vào tối ngày 4 tháng 5 ở Sài Gòn, ca sĩ này đã mặc bộ trang phục vest màu ghi sáng với nhiều túi trông giống như sĩ quan. Đặc biệt, hai bên ngực áo đeo nhiều huy hiệu mà sau đó bị tố là giống huy hiệu biệt công bội tinh thời Việt Nam Cộng Hòa. Sự việc đã khiến giới chức Việt Nam phải vào cuộc điều tra. VOA cũng cho biết huy hiệu biệt công bội tinh là loại huy chương được Việt Nam Cộng Hòa sử dụng từ năm 1950 đến năm 1974 để vinh danh những quân nhân có công trạng trong chiến tranh Việt Nam. Một huy hiệu mà nam ca sĩ đeo có dòng chữ Marine Semper Fi, trong tiếng Latin có nghĩa là luôn luôn trung thành. Đây là khẩu hiệu của thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 1883. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. VOA dẫn báo Tuổi Trẻ cho hay hiện giờ những tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ việc trong ban tổ chức live show của Đàm Vĩnh Hưng đã bị Sở Văn hóa thành phố mời lên làm việc. Theo VOA, báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa cho biết, Bộ đã làm việc với Sở Văn hóa thành phố về vụ việc và kết quả truy cứu sẽ được Sở báo cáo lên Bộ. Bên cạnh đó, VOA dẫn fanpage của Đàm Vĩnh Hưng hôm 6 tháng 5 giải bày rằng các huy hiệu này hoàn toàn không có một ẩn ý về chính trị nào như các trang mạng đang dẫn dắt. Ca sĩ này giải thích các huy hiệu mà ông đeo chỉ là những phụ kiện bình thường mang tính chất trang trí để bộ trang phục thêm phần bắt mắt. Ông cũng đăng hình chụp cận cảnh các huy hiệu để rộng đường dư luận. Mọi người để ý kỹ sẽ thấy live show nào của Hưng cũng luôn có những bộ na ná như thế này, dù là nhạc trẻ hay nhạc xưa, ông viết trên fanpage. Ca sĩ này kêu gọi người hâm mộ của ông tránh bị dẫn dắt, dẫn đến hiểu lầm và bị các thành phần xấu lợi dụng để đẩy câu chuyện đi xa. Đồng thời cho biết ông sẽ không mặc lại bộ đó trong đêm live show tại Hà Nội sắp tới. Hình ảnh trang phục và huy hiệu gây bão của Đàm Vĩnh Hưng. Vẫn theo VOA, người hâm mộ của ca sĩ này cũng có những ý kiến trái chiều về vụ việc. Nick Map Map Kiên bình luận, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay mặc kiểu trang phục như thế này từ lâu rồi và có một số thành phần cố tình đưa thông tin sai lệch thôi. Những người nghe nhạc chân chính sẽ đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, Nick Hào Hoàng chỉ trích, thấy có clip anh rất tự hào khi có quốc tịch Mỹ, anh nên về với nơi anh tự hào, hát cho người dân bên đó nghe và để dân bên đó làm fan của anh. Nick Anh Ba thì cho rằng, tuy là những phụ kiện nhưng đừng đeo những thứ mà phỏng lại, loại mà không phù hợp với Việt Nam hiện tại. VOA dẫn lời bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, một nhà hoạt động dân chủ hiện đang tị nạn ở Mỹ, viết trên trang Facebook của mình rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc một bộ đồ quân nhân không ra quân nhân, đồ lính cũng chẳng phải, mà canh tù thời thực dân cũng chẳng ra canh tù, lủng lẳng đeo thêm đám phụ kiện trang trí. Vậy mà bên thắng cuộc lại hoảng hốt lo sợ, đến cả huy động Bộ Văn hóa vào cuộc vì sợ rằng đó là huân chương biệt công bội tinh. VOA cũng cho biết thêm, nhiều lần sang Mỹ trình diễn phục vụ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bị một bộ phận cộng đồng người Việt ở Mỹ tẩy chay và cáo buộc ông là văn công của Việt Cộng. Trong một quốc gia dân chủ, việc các nghệ sĩ hay người dân muốn ăn mặc như thế nào là quyền tự do của họ. Người hâm mộ có quyền yêu thích, ủng hộ, cũng có quyền phê phán, chỉ trích. Nhưng chính quyền thì không được can thiệp, bởi đó là quyền tự do biểu đạt của ca sĩ. Chỉ có chính thể quái thai như Việt Nam mới hoảng hốt chỉ vì một chiếc huy hiệu vu vơ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin sao phải hốt hoảng với trang phục chẳng giống ai của Đàm Vĩnh Hưng. Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bị cấm xuất cảnh. Một nguồn tin nội bộ cho thời báo chấm d biết tin này vào ngày 7 tháng 5. Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, gia đình hiện nay sống tại Hà Nội. Trước đây, Trung từng được sự nâng đỡ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch tập đoàn AIC. Bà Nhàn được mệnh danh là con bạch tuộc đỏ, chuyên hút máu các tài sản công của nhà nước, rồi chia phần cho các cán bộ nhà nước theo tỷ lệ 4-6. Lúc đó, Trung giữ chức vụ, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2009 đến năm 2014.
Từ năm 2015 đến 2020, Trung được hậu pháo bơm tiền để chạy lên lần lượt các chức vụ khác, mà cao nhất là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời đó, Trung là chân chạy điếu đớm cho bà Nhung, vợ của ông Tô Huy Rứa, trưởng ban tổ chức Trung ương. Bà Nhung cũng khét tiếng tham lam vô độ, hậu pháo gọi bà Nhung là mẹ và Trung cũng không ngoại lệ. Hình ảnh Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Từ những bước đệm đó, Trung đã phất lên như diều gặp gió. Khi về Nghệ An vào năm 2020, Trung cung phụng bí thư Thái Thanh Quý như cha đối xử với con, từ miếng ăn cho đến tiền bạc. Quý chẳng xem anh em cán bộ trong cơ quan ra gì, nhưng với Trung thì Quý rất kính nể và vâng dạ. Trước mặt thì Trung xem Quý như lãnh đạo, nhưng sau lưng Trung không bao giờ phục và coi trọng Quý. Nhiều lần Trung nói bí thư Quý không có năng lực và trình độ, văn bản được soạn sẵn mà còn phát âm sai, không có kiến thức chuyên môn nhưng lại thích chỉ đạo. Những tháng gần đây, sau khi nghe tin Hậu Pháo, Phúc Sơn và Hưng, Thuận An bị bắt, thì Trung bắt đầu thắp nhang đốt vàng mã suốt ngày. Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, khai biếu cho Trung 500.000 đô la Mỹ và Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, khai biếu cho Trung 1 triệu đô la Mỹ. Sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung được xem là đã kết thúc. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã cấm Trung xuất cảnh. Trung cũng bị hạn chế tham gia các cuộc họp, hội nghị trong tỉnh cũng như khu vực. Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh như vậy. Tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7 năm 2017, hình ảnh Thái Thanh Quý, bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Công tác phòng chống tham nhũng suốt thời gian đốt lò, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thường khẳng định chống tham nhũng không có vùng cấm. Như vậy, đảng viên Nguyễn Đức Trung có ngoại lệ hay không? Không chỉ riêng Nguyễn Đức Trung sai phạm mà cấp trên của Trung Thái Thanh Quý cũng phạm phải những sai phạm tày đình. Như Thời báo chấm đê đã đưa trong các bản tin trước, mạng xã hội những ngày gần đây chia sẻ những tin tức liên quan tới bê bối của bí thư và chủ tịch Nghệ An. Theo đó, nguồn tin nội bộ chúng tôi biết Hưng, Thuận An không chỉ biếu cho Trung 500.000 đô la Mỹ mà cũng biếu cho Quý 700.000 đô la Mỹ. Các khoản biếu sáng này có liên quan đến các dự án của tập đoàn Thuận An tại Nghệ An, trong đó có dự án cầu cửa hội bắc qua sông Lam và gói thầu 14 thi công nâng cấp quốc lộ 15A đi qua tỉnh Nghệ An. Tương tự, hậu pháo của Phúc Sơn cũng biếu Quý 1 triệu đô la Mỹ liên quan đến các dự án của tập đoàn Phúc Sơn tại Nghệ An, trong đó có dự án khu đô thị Hưng Hòa 1 và 2 tại thành phố Vinh với tổng quy mô hơn 200 hectare. Vẫn theo nguồn tin, Thái Thanh Quý được mệnh danh là Mao Trạch Đông tái thế khi có các mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bừa bãi. Theo đó, Quý có quan hệ với một số nữ sinh viên tại các trường Cao đẳng Y tế Nghệ An và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bị cấm xuất cảnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm đê.